Ok. Xin chào các anh chị và các bạn học sinh đang theo dõi trực tiếp livestream mà cô sẽ dạy chúng ta về khóa ôn luyện môn toán lớp 5. Cái việc đầu tiên em mong muốn các anh chị sẽ chia sẻ cái video dạy online này về Facebook cá nhân của mình để có thể có nhiều bạn khác, bạn học sinh khác có thể biết tới khóa ôn luyện và các con cùng được ôn luyện cùng nhau. Hôm nay thì thời gian đang bị muộn mất là 15 phút. Bên nhà em thì có trục trặc một số vấn đề về mạng internet. Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa ạ? Các anh chị đã đăng ký từ tối hôm qua và sáng nay thì em đã gửi cho chúng ta một cái file tài liệu. Một file tài liệu chỉ gồm một trang thôi ạ, về chuyên đề tính giá trị biểu thức. Và mọi người đã in cho bạn nhà mình. Nếu mọi người đã in, mọi người in rồi thì sẽ bắt đầu quan sát vào cái chuyên đề tính giá trị biểu thức nhé. Và em xin chờ 2 phút nữa để mọi người share clip này. Và vâng, xin chào chị Đàm Vân Anh ạ. Thời gian thì không còn nhiều, vậy thì em sẽ bắt đầu vào bài học buổi hôm nay. Đầu tiên em sẽ bắt đầu dạy cho các bạn online khóa ôn luyện môn toán lớp 5. Và các con sẽ cùng phải hiểu rằng những phần toán cơ bản, những phần toán mà chúng ta ôn thi học kỳ hay ôn thi giữa kỳ thì cô Mai Quỳnh sẽ không ôn tập lại, và chúng ta đi thẳng vào những chuyên đề nâng cao để ôn thi vào các trường chất lượng cao. Các bạn nhớ điều đấy, nên là những lượng kiến thức sẽ hơi khó hơn một chút. Đấy, các bạn sẽ để ý. Việc học livestream cho mỗi tuần thì đầu tiên là các anh chị sẽ theo dõi giúp em. À, mọi người có nghe rõ không ạ? Mọi người comment giúp em xem mọi người đã nghe rõ chưa để điều chỉnh về tiếng. Cộng trừ nhân chia cùng các dấu ngoặc đơn, ngoặc tròn,
bằng lòng vuông. Thế thì đối với bài toán tính giá trị biểu thức, mọi người sẽ quay giúp cái camera sang bên phía bên này, bạn điều chỉnh camera chân quay ở phía này không? Có đầu quay này, di chuyển vào cái đầu quay bên này là nó sẽ ra. Đấy, quay như thế, di chuyển theo bạn. Để tính giá trị biểu thức thông thường thì chúng ta sẽ ưu tiên thứ tự thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện có một số trừ đi một tổng
và bỏ số ngoặc đi thì ta lấy số hạng trừ đi từng số hạng bên trong tổng. Hoặc nếu chúng ta có A trừ đi B trừ C thì bỏ số ngoặc, chúng ta sẽ lấy A trừ B và cộng với C. Tính chất này thì các bạn đã được làm quen từ năm lớp 4. Và lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất cơ bản này để vận dụng cao vào những cái bài toán mà cô cho. Lúc đó thì chúng mình sẽ thấy rằng những kiến thức mà rất cơ bản nó sẽ làm nền tảng để chúng ta có thể thực hiện các bài toán vận dụng cao cũng như là những bài nâng cao. Vậy trong phép chia cũng có tính bỏ số ngoặc. Các bạn có nhớ không nhỉ? Ví dụ chúng ta có A mà chia cho B nhân C. Khi muốn phá bỏ số ngoặc thì nó sẽ trở thành A chia cho B và đồng thời chia cho C. Đấy. Trong phần toán tính nhanh và tính hợp lý thì chắc chắn là chúng mình không thể quên được, đó là tính chất của nhân một số với một tổng. Nhân một số với một tổng. Hoặc một hiệu. Hoặc một hiệu. Tính chất này như thế nào? Nếu chúng ta có A nhân với tổng B cộng C, đúng không? Thì nó sẽ bằng A nhân với số hạng B này và A nhân với số hạng C này. Các bạn nhớ nhé, tính chất này sẽ được áp dụng hai chiều. Áp dụng hai chiều như thế nào? Khi các bạn có chiều ở phía bên tay phải, tức là tích thứ nhất là A nhân B, tích thứ hai là A nhân C, thì chúng ta quan sát thấy cả hai tích này có thừa số A giống nhau. Thì chúng ta sẽ đưa cái thừa số giống nhau đó ra ngoài. Vậy bên trong tổng lúc này sẽ còn B cộng C. Đấy, tính chất này rất quan trọng. Các cái tính chất để tính nhanh và tính hợp lý thì cô đã giới thiệu ở đây. Thế còn phần thứ 3 trong phương pháp tính giá trị biểu thức, cô xin được chia ra cho chúng ta, đó là phần tính theo quy luật. Tính theo quy luật. Khi mà giải quyết thế này thì các bạn nhớ được hết các tính chất cơ bản này chưa? Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ phải vận dụng toàn bộ phần kiến thức cơ bản này để làm các bài tập ở trong phiếu mà em đã in. Và những bài tập này thì sẽ bám sát với chương trình ôn luyện thi vào các trường chất lượng cao. Vậy phép tính theo quy luật thì nêu cơ bản qua hai phép tính. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tính tổng một dãy số. Tính tổng một dãy số cách đều. Tính tổng một dãy số cách đều. Dãy số cách đều này các bạn đã được làm quen từ lớp 3. Muốn tính tổng một dãy số cách đều thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tính số số hạng cho cái tổng này. Một dãy số cách đều là dãy số như nào? Ví dụ 2, 4, 6, 8 cho đến 100 thì đó là một dãy số chẵn và các số sẽ cách đều nhau là hai đơn vị. Khi đó thì số số hạng sẽ được tính bởi công thức. Chắc là các bạn đều nhớ hết công thức này phải không nào? Muốn tính số số hạng thì chúng ta sẽ lấy số cuối trừ đi số đầu chia cho khoảng cách và cộng với 1. Tất cả các ký hiệu đó thì cô viết tắt. Các bạn lưu ý trong quá trình cô đã đọc. Số số hạng bằng số cuối trừ số đầu chia khoảng cách và cộng 1. Như vậy tổng một dãy cách đều thì sẽ được tính bởi công thức là lấy số cuối cộng số đầu nhân với số số hạng mà chúng ta vừa tính được ở dòng trên đây và chia cho 2. Với phép toán này chúng ta sẽ thực hiện bên trong ngoặc đơn này trước này, rồi đến phép nhân với số số hạng và cuối cùng là ta chia cho 2. Đó. Khi tính được tổng dãy số cách đều thì sẽ giúp chúng ta tính được các bài toán tính nhanh bằng cách là làm vắn tắt chỉ sử dụng hai công thức này ra nhé. Bởi vì khi các bạn thi vào các trường chất lượng cao ấy thì đề thi thông thường là đề thi dưới hình thức đánh giá năng lực. Chúng ta sẽ có câu hỏi và cô trả lời về phần đáp số và chúng ta không phải trình bày lời giải ra. Cái phần thứ hai trong tính theo quy luật thì thông thường nó sẽ là quy luật của dãy số, dãy phân số. Quy luật dãy phân số. Bằng
một trong những quy luật dãy phân số chúng ta thường hay gặp nhất, đó là phân số Ai Cập, đúng không? Phân số Ai Cập là phân số có dạng 1 chia cho tích của hai số tự nhiên liên tiếp, ví dụ n nhân với n cộng 1. N là một số này, n cộng 1 thì hơn n một đơn vị, nên đây sẽ là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Và công thức cho phân số Ai Cập sẽ được tách ra là 1 phần n trừ đi 1 phần n cộng 1. Bạn nào hôm nay mới theo dõi bài dạy này thì có nghĩa là chúng ta còn chưa hiểu về cái công thức quy luật của dãy phân số. Vậy cô sẽ ví dụ này, 1 phần 2 nhân 3. Các bạn nhận thấy là 2 và 3 cách nhau một đơn vị. Nếu lấy 3 trừ 2 thì nó bằng đúng cái tử số ở trên đây. Vậy ta thử thay tử số ở trên đây là 3 trừ đi 2, tất cả trên 2 nhân 3. Gặp phải cái này, nó là phép trừ hai phân số, thì chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất là 3 phần 2 nhân 3 trừ đi phân số thứ hai là 2 phần 2 nhân 3. 3 này xúc hợp với 3 ở vị trí này, vậy phân số thứ nhất này chúng ta sẽ còn là 1 phần 2, đúng không? 2 này chúng ta xúc hợp với 2 ở đây, phân số này chúng ta sẽ còn 1 phần 3. Như vậy tích của phân số là 1 phần tích của hai số tự nhiên liên tiếp, lúc này là tách ra thành 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3. Toàn bộ phần kiến thức cơ bản ở đây thì hy vọng là các bạn đã check kịp vào vở. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần áp dụng toàn bộ những kiến thức cơ bản này để làm bài tập tính giá trị biểu thức theo phiếu chuyên đề mà cô đã gửi cho bố mẹ photo cho các con nhé. Bây giờ cô sẽ xóa bảng và chúng ta sẽ đi vào phần bài tập áp dụng. Lần đầu tiên dạy trực tiếp qua hình thức live stream nên là sẽ có rất nhiều cái vấn đề mà chưa hiểu và sau sẽ thông thạo và quen hơn thì sẽ làm tốt hơn như là lớp dạy online. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2, đó là áp dụng. Các bạn sẽ cùng quan sát phiếu bài tập. Ở bài tập thứ nhất có một phân số, một biểu thức thuộc dạng phân số ở các tầng, đúng không? Bài số 1 này, phân số ở dạng các tầng nó như sau: A bằng 1 cộng với 1 phần 1 cộng 1 phần 1 cộng 1 phần 2. Đầu tiên chúng ta sẽ nhận xét xem cái biểu thức A này nó có cái tính chất như thế nào để chúng ta biết cách là chúng ta sẽ thực hiện bắt đầu từ bước nào, đúng không? Vậy chúng ta biểu thức ở vị trí vuông quanh tròn thứ hai.
Biểu thức này có ý nghĩa chính là phần dấu ngoặc nhọn ở đây, được chưa? Và một chia cho dấu ngoặc nhọn chính là toàn bộ cái phân số này. Đó. Vậy thì ở vị trí của biểu thức A chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Lấy 1 cộng với 1 phần 1 cộng 1 phần. À, ta tính luôn cái dấu tròn đầu tiên này nhá. Cái dấu tròn đầu tiên này là 1 cộng 1 phần 2. Các bạn quy đồng nhanh thì mẫu số chung của nó là 2. Đúng không? 2 cộng 1 là 3 phần 2. Nào làm sao để ta biến đổi được 1 phần 3 phần 2? 1 phần 3 phần 2 nó chính là 1 chia cho 3 phần 2. Chia một phân số thì chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. Vậy chúng ta sẽ có biểu thức A bằng 1 cộng với 1 phần 1 cộng 2 phần 3. Đây là một cái vị trí này của chúng ta bây giờ nó đã biến thành 2 phần 3. Và ta thực hiện tiếp thì chúng ta sẽ có bằng 1 cộng với 1 phần. Nào 1 mà cộng 2 phần 3 thì mẫu số chung lại là 3 đúng không ạ? 3 cộng 2 thì bằng 5 phần 3. Đấy, ý nghĩa tương tự của vị trí này, toàn bộ cái phân số này, ý nghĩa tương tự nó giống như việc mà cô vừa mới biến đổi từ đây sang đây đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó là 1 chia cho 5 phần 3 thì nó sẽ bằng 1. Đây, số hạng này ta giữ nguyên sang đây nhá. Phân số 1 chia cho 5 phần 3 bây giờ nó sẽ biến thành cộng với 3 phần 5. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ được là 8 phần 5. Đấy, một phân số rất là cồng kềnh nhưng kết quả giúp họ được như thế này. Bố mẹ sẽ hỏi giúp em xem. À, con đã hiểu cái việc tính theo thứ tự của một phép toán mà trong đó các phân số là phân số tầng hay chưa? Mọi người sẽ comment giúp em nhé. À, sẽ có một phút để mọi người yêu cầu bạn nhà mình khoanh vào biểu thức B và biểu thức C của phần tự luyện. Khoanh vào biểu thức B và biểu thức C của phần tự luyện. Xem các con sẽ phải thực hiện thứ tự như thế nào trong hai biểu thức này, B và C đấy. Các bạn đã khoanh được chưa ạ? Các bạn đã biết rằng mình sẽ phải bắt đầu tính từ đâu chưa ạ? Còn bạn nào chưa hiểu về cái việc thực hiện của phân số tầng? Nhắc lại nhé, chúng ta sẽ thực hiện từ vị trí thấp nhất, sau đó thực hiện lên các tầng cao hơn. Vì ý nghĩa của biểu thức, nó là các phép cộng và phép chia liên tiếp. Nếu các bạn chưa hiểu thì em sẽ hướng dẫn lại biểu thức B. Biểu thức B. B bằng A1 cộng với 1 phần 1 cộng 1 phần 1 cộng 1 phần 1 cộng 1 phần 3. Chỉ hướng dẫn thôi ạ. Biểu thức B này chỉ hướng dẫn các con và sẽ không giải lại ra phần đáp số. Các bạn nhìn này, phân số là kết quả của phép chia. Vậy toàn bộ cái biểu thức B này thực ra nó là kết quả của phép chia như sau này. Một ở vị trí dưới này. Đấy, ở vị trí này này là 1 chia cho toàn bộ phần dưới. Đây là 1 chia toàn bộ phần dưới đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ thực hiện từ vị trí nhỏ nhất này. Vị trí nhỏ nhất này nó giống như một cái dấu ngoặc đơn đầu tiên. Thực hiện từ vị trí nhỏ nhất này.
sau khi thực hiện từ vị trí nhỏ nhất này rồi, chúng ta thực hiện đến phân số tầng của vị trí nhỏ nhất, được chưa ạ? Ta thực hiện xong phần này rồi thì bên này sẽ cho chúng ta ra một phân số, thì chúng ta sẽ phải lấy 1 cộng phân số này và thực hiện tiếp tầng tiếp theo của nó. Giống như việc các con sẽ leo lên một tòa nhà cao tầng thì ta sẽ phải đi từ cái tầng thấp nhất, ta đi dần lên các vị trí cao hơn, chứ không bạn nào mà lại nhớ như đây là việc chúng ta leo lên đúng không? Chúng ta bắt đầu chứ không phải chúng ta đã ở vị trí cao rồi. Các bạn nhớ giúp cô cái điều đấy thôi. Thì mình sẽ đi từ vị trí thấp nhất, mình đi dần lên các tầng cao hơn và nhớ thực hiện theo thứ tự phân số. Các bạn khác đã nghe đã hiểu thử hết chưa? Bố mẹ hỏi giúp em xem con đã có thể tự thực hiện được phần tự luyện cho bài tập số 1 chưa? Phần tự luyện của câu B và câu C yêu cầu con lấy bút và khoanh vào vị trí mà con sẽ phải thực hiện đầu tiên. Bố mẹ có thể giúp các con tương tác được không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng tiếp theo. Dạng phân số tầng như vậy là đã có rất nhiều bạn đã hiểu. Nhớ rằng chúng ta sẽ thực hiện từ những tầng thấp nhất. Mong rằng bố mẹ sẽ cùng với em đồng hành cùng con trong các buổi học như thế này. Thì ví dụ như cô yêu cầu sự tương tác, bố mẹ sẽ hỏi con xem con sẽ phải thực hiện từ đâu, từ phép toán nào trong phân số, yêu cầu con khoanh vị trí mà con phải thực hiện đầu tiên vào. Và nếu con hiểu rồi thì bố mẹ sẽ phản hồi lại giúp em. Bây giờ các con sẽ chú ý vào bài tập số 2. Bài tập số 2. Bài tập số 2, một biểu thức A bằng 0,18 cộng với 1230 cộng với 0,9 nhân 4567 nhân với 2 cộng 3 cộng với 5310 và nhân với 0,6. Đây là phần tử số. Phần mẫu số của chúng ta sẽ gồm 1 cộng 4 cộng 7 cộng 10 cộng cho đến số hạng mang giá trị là 52 cộng với 55 và trừ đi 514. Khi thực hiện bất cứ một cái bài toán nào thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải quan sát đề bài và đưa ra nhận xét. Nhận xét xem phần kiến thức nào chúng ta cần áp dụng vào bài toán. Thì các bạn quan sát trên tử số nhé. Trên tử số không thể nào đi ngồi nhân hết cái đống này ra được. Nếu nhân theo thứ tự sau đó mới cộng vào để tính ý, thì nó sẽ rất là mất thời gian của các con. Như vậy thì bài toán này chắc chắn là sẽ phải có một cách tính thông thái hơn. Vậy cách tính thông thái hơn trong bài tính nhanh thì thông thường chúng ta sẽ có công thức là gì? Nhân một số với một tổng nếu có A nhân B cộng với A nhân C. Thì lúc này là có chung thừa số A phải không ạ? Thì chúng ta sẽ đặt thừa số A chung ra ngoài, ở bên trong là B cộng C. Nhưng quan sát thấy phần tử số là chưa có cái gì chung. Vậy làm sao để chúng có thể xuất hiện được cái chung? Thì các bạn quan sát nhé, trong phép nhân còn có tính chất gọi là tính chất kết hợp. Nếu có A nhân B rồi nhân với C thì chúng ta có thể thực hiện A nhân C trước này. Đó, A nhân C trước là cô lấy A cô nhân với C rồi tất cả cô nhân B là xong. Được không? Hoàn toàn được đúng không? Vậy thì các bạn quan sát như này nhé. Ở đây chúng ta có 0,18. Chỗ này chúng ta có 0,9 nhân với 2. Các bạn nhận thấy là nếu lấy 0,9 mà nhân 2 thì nó có phải ra 1,8 không? Vậy nó có nét gần tương đồng với số bên này chưa? À đúng rồi, ở đây chúng ta có 3 nhân với 0,6 cũng bằng 1,8. Vậy nó cũng có nét gần tương đồng với số bên này. Nhân với 123 và nhân với 10.
0,18 mà nhân với 10 thì chúng ta cũng được là 1,8 và nhân với 123. Lúc này thì ta có 123. Ta sử dụng tính chất gì các bạn nhỉ? Sử dụng tính chất nhân một số với một tổng. Có 1,8 giống nhau hết. Ta lấy 123 này cộng với 4567 và cộng với 5310. Bạn nào nhanh tay sẽ tính ra cho cô ra nhá của cái phần này nào. 5310 cộng 4567 cộng với 123 bằng, chỗ này là 10 với 0 nhớ 1 này, chỗ này cũng là 10 nhớ 1, nhớ 1 vào đây cũng là 10 đúng không ạ? Đây sẽ trở thành 10.000 đó. Thì chúng ta sẽ được kết quả 1,8 nhân với 10.000 và bằng 18.000. Ta sẽ xét riêng phần mẫu số, tử số là ra kết quả rồi. Nên ta chỉ cần có kết quả của phần mẫu số nữa là chúng ta sẽ xong. Nào các bạn, nhìn lên đây nhá, quan sát lên đây, cô sẽ xét mẫu số nào. Mẫu số như nào đây? Nó là một tổng. Một tổng 1 cộng 4 cộng 7 cộng 10. Tổng này làm sao để chúng ta có thể thực hiện được? Các bạn quan sát thấy rằng 1 và 4 cách nhau 3 đơn vị, 4 và 7 cách nhau 3 đơn vị, 7 và 10 cũng cách nhau 3 đơn vị, cho đến số 52 và 55 cách nhau 3 đơn vị. Vậy bắt đầu từ số 55 trở về trước, nó chính là quy luật của một dãy số hạng cách đều nhau. Và hồi nãy thì chúng ta đã ôn lại công thức tính tổng của dãy số hạng cách đều nhau phải không ạ? 1 cộng 4 cộng 7 cộng 10 cộng cho đến 52 cộng 55 và trừ đi 514. Nếu toàn bộ cái biểu thức này ta đặt tên cho nó là một cái m nào đó, thì m chính là một dãy số cách đều. Mà dãy số cách đều thì chúng ta sẽ có số số hạng của m, số số hạng của m bằng bao nhiêu ạ? Số cuối trừ đi số đầu chia cho khoảng cách ở đây là 3 và cộng với 1 bằng 55 trừ 1 là 54 này. 54 mà các bạn chia cho 3 thì các bạn sẽ được bao nhiêu? 18 phải không ạ? 18 mà cộng với 1 là ta được 19. Vậy tổng của m, bằng số cuối là 55 cộng với số đầu nhân với
số xuống hạng và chia cho 2. Đấy, bây giờ chúng ta có 56. 56 chia 2 luôn, 56 chia 2. Lấy cái này chia cho 2 thì chúng ta sẽ được 28 và nhân với 19. 72 nhân 2 nhớ 7 này. 2 nhân 9 là 10. Nhớ 7 là 25, 1 nhân 8. 2 3 5. À, kết quả của tổng hồ sẽ là 532. Tổng M là 532, vậy toàn bộ mẫu số sẽ là lấy 532 trừ đi 514. 514 là một dãy không thuộc quy luật, là một cái số không thuộc quy luật nên ta tách riêng ra. Bây giờ các bạn nhận thấy là 532 trừ 514 là bằng 18. Có phần mẫu rồi, có phần tử rồi thì phân số A của chúng ta sẽ bằng 18.000 chia cho 18, đúng không ạ? Lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu? 10.000. Vậy trong bài toán số 2 thì các công thức cơ bản là gì mà chúng ta đã áp dụng đây? Công thức thứ nhất đó là công thức nhân một số với một tổng. Đấy, rất cơ bản, rất cơ bản, nhưng mà sau khi vận dụng vào thì nó lại trở thành là trước đây có học vật lý hạt nhân, nhưng sau đó thì đã chuyển sang bên trường đại học sư phạm và học toán giải tích ạ. Cái phần công thức thứ hai trong bài toán số 2 đó là công thức rất cơ bản là chúng ta đi tính tổng của một dãy số hạng liên tiếp cách đều, đúng không ạ? Của dãy số cách đều. Đấy, công thức tính thì đã học từ lớp 3 rồi, nhưng điều quan trọng là làm sao mà khi các bạn làm các bạn phải nhận xét được cái đề bài và đưa ra cái giải pháp để chúng ta vận dụng những cái cơ bản đấy. À, em xin lỗi, cái chỗ này 18 chia này bằng 1.000. Vâng, cảm ơn. Bài tập số 2, bố mẹ thử hỏi giúp em xem bạn nhà mình ở bên cạnh nhìn vào phần tự luyện của biểu thức B và C có khả năng tự thực hiện được và tự làm được không ạ? B trước ạ. Nếu không còn hỗ trợ gì trong bài tập số 2, tức là phần bài tập tự luyện của bài tập số 2 là các con đã tự làm được rồi, phải không ạ? Một nghìn, đáp số là 1.000 đấy ạ. Còn phần B nó là 1.8 x 10.000.
1,8 nhân với 1,8 nhân 10.000 bằng 18.000 thôi ạ, 3 số 0. Vậy là câu B câu C các con sẽ tự xử lý được, và chúng ta chỉ áp dụng rất là sơ đẳng hai loại công thức cơ bản: công thức nhân một số phân tổng và công thức tính gì? À, tính tổng của dãy số cách đều. Bài tập số 3. Lần đầu tiên em dạy livestream nên là có cái vấn đề gì thì chắc là phải sau cái clip này rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng là dạy làm sao cho nó giống một lớp học offline để có thể truyền tải hết cái năng lượng như là nội dung của buổi học cho các con. Bài tập số 3. Một biểu thức A bằng 2.000 à, xin lỗi, một biểu thức A bằng 99 phần 98 trừ đi 98 phần 97 cộng với 1 phần 97 nhân 98. Ở phần bài này thì chúng ta nhận thấy là nếu đem quy đồng thì những số ở đây sẽ trở nên rất là lớn, và như vậy cái việc quy đồng sẽ là việc khó khăn. Vậy tại sao ta không sử dụng đến những cái kiến thức mà chúng ta đã học rồi, và nó chỉ là những kiến thức cơ bản thôi? Đây, các bạn sẽ giữ nguyên phân số thứ nhất và phân số thứ hai với phép toán là phép trừ. Tại vị trí phân số này nó chính là phân số Ai Cập, đúng không? Nó là 1 chia cho tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Thì tích hai số tự nhiên liên tiếp này ta sẽ tách thành 1 phần 97 trừ đi 1 phần 98. Lúc này nhận thấy là bài toán của chúng ta đã trở nên một cái biểu thức mà bao gồm các phân số có phần mẫu số giống nhau. Vậy khi mà gặp phải những cái phân số có mẫu số giống nhau thì ta sẽ đưa nó về cùng một nhóm, và khi mang số đi đâu thì các bạn nhớ mang dấu của nó đi đấy cho cô. Số đầu tiên là số 99 phần 98, ta giữ nguyên dấu, không có dấu đúng không? Sau đó này, 1 phần 98 có mẫu chung nên ta lôi nó về bên này thành một nhóm. Nhưng đằng trước 1 phần 98 là dấu trừ, thì các bạn nhớ mang dấu trừ nó theo. Rồi ta gom hai này vào một nhóm, trừ đi 98 phần 97 cộng với 1 phần 97. Chỗ này thì đơn giản rồi, 99 trừ đi 1 là 98, 98 phần 98 nữa thì nó bằng 1, trừ đi 98 phần 97 và cộng với 1 phần 97. Đến đây chúng ta nhận thấy là nếu ta chỉ thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải thì vị trí này là 1 trừ đi 98 phần 97, một phân số lớn hơn 1. Phân số này có tử số lớn hơn mẫu số nên nó lớn hơn 1. Vậy là phép trừ này ta không thực hiện được. Còn nếu như cái việc mà chúng ta lôi cái số 1 phần 97 lên đằng trước để trở thành phép cộng rồi trừ 1 phần là trừ 98 phần 97 là đằng sau thì cũng không khả quan. Vì sao? Vì 1 là không trừ được 98, đúng không? Vậy thì đến đây ta sẽ phải áp dụng một cái kiến thức rất là cơ bản của năm lớp 4 này. Kiến thức này chính là kiến thức mà khi ta trừ một số hạng cho một hiệu thì ta lấy số hạng đó trừ đi số bị trừ và cộng với số trừ, đúng không? Vậy bây giờ ta sẽ đổi ngược lại, là chúng ta đã có một số trừ đi một số và cộng với một số rồi thì ta sẽ đưa hai cái số ở đằng sau này vào trong ngoặc, đưa nó vào trong ngoặc. Thì lúc này thì C sẽ biến thành 1 trừ, được chưa? Vậy cô sẽ biến đổi thành 1 trừ đi 98 phần 97. À, vị trí này cho nó vào trong ngoặc mà đằng trước có dấu trừ này, lớp 4 là học rồi đúng không? Thì nó sẽ trở thành 1 phần 97 có dấu trừ đằng trước.
và kết quả sẽ là 1 trừ đi 8 trừ 1. Cái này đơn giản là 1 đúng không ạ? Vậy kết quả cho biểu thức này là 0. Không quy đồng thì trong quá trình nếu các con tính toán mà nó gặp phải những cái bài số rất là to, ví dụ câu B có một số chị phụ huynh nghĩ là quy đồng sẽ nhanh hơn, nhưng giả sử như là năm nay là năm 2020, ví dụ đề bài có cho nó là 2019 nhân 2020 đi, thì các con sẽ quy đồng nó rất là số nó rất là to và phức tạp. Vậy thì ta sẽ phải sử dụng các tính chất, mà những tính chất này thì hoàn toàn là những tính chất cơ bản, hoàn toàn là những tính chất cơ bản, chưa có gì nâng cao vào đây cả. Đây là quy luật dãy phân số này, còn đây là đưa các phép toán ra ngoài hoặc là đưa không thể quy đồng được đến là số 2018 nhân 2019 của câu B ạ. Bài số 3 chúng ta sẽ kết thúc nhé. Vậy ta sẽ đi vào bài tập số 4. Đây là những cái dạng bài mà thông thường tính giá trị biểu thức mà trong những đề toán nâng cao hoặc là những cái đề thi vào lớp 6 chất lượng cao đấy, thì chúng ta bắt buộc là sẽ gặp những cái dạng tính giá trị biểu thức như này, chứ không phải là những cái bài toán tính giá trị biểu thức mà trong đó chỉ chứa phép cộng trừ nhân chia hay dấu ngoặc để ta thực hiện theo thứ tự được cả. Trước các bạn nhé. Vậy 2017 ta rút gọn với 2017 đi. Kết quả
cuối cùng là ta chỉ còn 1/2018. Đấy, khi cái bài này rồi tốt, các bạn khác đều làm rất là tốt, rút gọn rất là nhanh. Vậy với cái bài này thì quy luật của câu B, câu C cũng tương tự. Câu B và câu C nhìn qua các bạn cũng chỉ cần tính giá trị của mỗi biểu thức bên trong ngọc đơn thì chúng ta sẽ rút gọn được. Vậy câu D nhé, câu D thì có một cái quy luật. Các con nhớ giúp cô là cái chú ý cho câu D này. Khi chúng ta thấy các số tự nhiên lặp lại, ví dụ AB, AB, phần CD, CD, thì chúng ta sẽ thực hiện, khi mà nó lặp lại cái quy luật như này, có nghĩa là AB, AB, CD, CD sẽ cùng chia hết cho 1, 0, 1, đúng không ạ? Thì rút gọn hai phần tử số và mẫu số này đi, ta sẽ được AB phần CD. Nếu lặp lại nhiều hơn nữa, lặp lại nhiều hơn nữa, có 6 số, 8 số, vân vân, cuối cùng cũng chỉ rút gọn được về cái quy luật này thôi. Đấy, hai số mà tạo nên quy luật, rút gọn về cái vị trí đó. Vậy thì câu D của chúng ta sẽ là 13/21 nhân với 165/143, đúng không ạ? Nhưng 165/143 thì các bạn lưu ý giúp cô là 165 nó bằng 11/5. Các nhẩm nhanh và thấy này, 1 đây, 5 đây, đúng không? 1 cộng 5 là 6. 143 nó là 11 nhân với 13. Rồi, và sau đó thì nó sẽ rút gọn được với phần tử số và mẫu số của hai phân số bên cạnh, được chưa ạ? A, B, C, D. Như vậy là trong bài tập số 4 không có gì khó khăn nếu gặp phải dạng quy luật như này. Một trong những câu thi vào đề thi của trường Lương Thế Vinh cũng là những câu như này ạ. Các con vẫn quan sát được rõ bài ở trên bảng có bị mờ không nhỉ? Có nghe được không ạ? Rồi, bài tập số 4 thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Tất cả các bài toán tính nhanh, tính hợp lý, tính giá trị biểu thức thực ra đều áp dụng những quy tắc cơ bản. Đấy, điều quan trọng là các con sẽ tận dụng linh hoạt như thế nào, biến đổi như thế nào, hoặc là có nhìn ra cái quy luật đó trong biểu thức của chúng ta hay không. Xin lỗi, em sẽ chữa nốt bài tập số 5 và bài tập số 6 vì hôm nay thì internet một chút. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhanh bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 là có một biểu thức A bằng 17 nhân với 13/51 cộng với 1313 phần 5151 cộng với 1111 phần 3434 tất cả chia cho 177/12. Trong dấu ngoặc là nhìn thấy quy luật rồi, rút gọn nhanh giúp cô trong dấu ngoặc đi các bạn. Chỗ này là 13/51, đúng không ạ? Chỗ này 11, 34, đúng không? Thì ta rút gọn thành 11/34. Rồi bên này là phép chia một phân số, ta biến đổi luôn thành phép nhân với phân số đảo ngược. Đấy, nhân với phân số đảo ngược. Đến đây thì sao nhỉ? Lẽ ra khi tính giá trị biểu thức, các bạn sẽ phải tính vị trí của dấu ngoặc đơn này trước. Nhưng nhận thấy rằng nếu chúng ta đi tìm cái mẫu số chung của 51 và 34 thì nó rất là lớn. Nhưng 51 và 34 nó có đặc điểm là 51 thì nó tách ra thành 17/3 và 34 thì tách được ra thành 17/2. Vậy ta sẽ không đi thực hiện quy đồng cái phần này, mà ta làm gì? Ta sử dụng cái công thức là nếu có A nhân với B cộng C thì nó sẽ bằng A nhân với thành phần số B này rồi cộng với cái tích thứ hai là A nhân với thành phần là số C này, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ nhân số 17 và hai phân số này để làm gì? Để có thể rút gọn nó đi.
để có thể rút gọn được. Bây giờ cô sẽ nhân như này nhá. Cô vẫn mở dấu ngoặc đơn ra. Số 17 này chính đóng vai trò là cái bảng ngoài đây. Chúng ta lấy 17 thì nhân với cái số thứ nhất này. 17 nhân với 13/51 cộng với 17 bây giờ nhân với số thứ hai này. Đấy, tính chất của nhân một số với một tổng nhân với 11/34. Chúng ta sẽ có thể rút gọn được nhanh. 17 nhân lên phần tử, vậy ta rút gọn được với dưới mẫu. Thì 17 và 51 rút gọn đi, vị trí này sẽ còn 3. Bởi vì 51 nó bằng 17 nhân 3. Chỗ này 17 ta rút gọn với 34. Thì sao nhỉ? À, chỗ này ta còn 2. Như vậy cái biểu thức trong ngoặc của ta là 13/3 cộng với 11/2 đóng ngoặc ạ. Nhân với 12/177. Có nhiều bạn có thể là mạng hơi chậm, mạng internet ở trong phòng học này hơi chậm nên là nó sẽ bị lag. Mọi người đã đều quan sát được cái biểu thức này chưa? Quan sát được rồi thì tất nhiên là chúng ta thấy hai cái phân số ở bên trong ngoặc lúc này nó trở thành hai phân số của mẫu số nhỏ, thì ta thực hiện quy đồng 2 × 13 là 26. 26 cộng với 33, 26 cộng 33 thì được 59 phần 6 nhân với 12/177. Đến đây ý, thì không ai mà đi nhân hai cái phần tử số và mẫu số vào với nhau cả, mà chúng ta phải rút ra nhận xét như này nhá. Chúng ta sẽ phải rút ra nhận xét là 12 và 6 là rút gọn được cho nhau rồi. Thằng này đi, chúng ta còn 19 này 2. Vậy 59 và 177 có khả năng rút gọn được hay không? Mình phải thử, đúng không? Số nào mà nhân với 9 có tận cùng là 7. Số nhân với 9 có tận cùng là 7 thì là số 3. Vậy nếu 59 mà nhân với 3 ta sẽ thử xem có bằng 177 không? Nếu bằng thì cái tích này, cái 177 này đúng bằng à, đúng là ta có thể rút gọn được cái phần tử số ở trên này. 59, 9 x 3, 27 biết 7 nhớ 2. 5 x 3, 15 nhớ 2 là 17. Đúng không? À vậy thì cái số này ta đã rút gọn được. Chúng này còn 3. Kết quả cho toàn bộ cái biểu thức này chỉ là 2/3. Không, các bạn tránh không quy đồng. Máy quay hơi nghiêng, máy quay hơi bị nghiêng màn hình. Nghiêng ở phần máy quay làm cho bảng bị lệch ấy.
6, 7, 9 cộng 4, 6, 80 nhân với 31 cộng với 4, 6, 4, 8 phần 4, 6, 80 nhân với 4, 6, 7, 9 trừ đi 4, 6, 7, 8 nhân với 4, 6, 7, 9. Thông thường trong các bài toán tính nhanh như thế này, các bài toán tính giá trị biểu thức như này và số mà lớn như này thì các bạn sẽ không thể nào mà đi nhân từng cái tích này với nhau, sau đó cộng lại với nhau và tính ra kết quả. Vậy ta sẽ phải đưa ra nhận xét cho bài toán. Nhận xét cho bài toán thì như này nhá. Mọi bài toán tính nhanh ý, thông thường ta sẽ áp dụng cái công thức này: A nhân B mà cộng với A nhân C. Có thằng nào giống nhau đây? Thằng A giống nhau. Các bạn đặt được chung thằng A ra ngoài, bên trong sẽ còn B cộng C, phải không ạ? Vậy thì trong cái phần tử số và mẫu số sẽ có những cái phần mà chúng ta áp dụng như thế nào? Chúng ta nhận xét xem tử số có áp dụng được không? Tử số này, tích thứ nhất là 4678, 4679. Tích thứ hai 4680 và 31 gồm hai thằng này không có cái gì giống nhau cả. Thằng này cũng vậy. Vậy là ta không thể áp dụng được công thức trên này. Nhưng quan sát về mẫu số, chúng ta nhận thấy là vị trí tích này của cô có 4679 này. Vị trí này cũng có 4679, phải không ạ? À, vậy là các con sẽ đặt được cái thừa số 4679 làm cái thừa số giống nhau ra ngoài để nhân một số với một hiệu. Ở đây là nhân một số với một hiệu nhé, vì ở vị trí này là phép trừ này. Vậy cô sẽ giải quyết câu A bằng cách là cô biến đổi cái phần mẫu số trước. Các bạn quan sát ở đây, cô biến đổi mẫu số này. Cô lôi hai cái thằng giống nhau này, cô đặt nó ra. 4679 cô đặt ra. Đặt ra rồi, chỗ này cô còn gì? 4680 trừ đi. À, chỗ này cô đặt 4679 ra rồi, cô còn bao nhiêu? 4678. Đúng. Mà muốn rút gọn phân số ấy là các bạn sẽ phải đưa phân số về cái dạng tích là A nhân B phần A nhân C chẳng hạn, thì rút gọn hai thằng A này đi. Mà đây ta có 4679 nhân một số nào đó, cái ngoặc đơn này là một số tử số thành cái số như thế này. Đúng chưa? Nào bây giờ nào. Vị trí tích thứ nhất có 4679 rồi. Ta biết nguyên si 4678 nhân 4679. Vị trí cái tích thứ hai. Tích thứ hai này ta phải làm sao để nó xuất hiện ở 4679? Các bạn ơi, cô sẽ giảm nhanh một chút vì cái máy mà cô đang sử dụng để livestream thì nó đang còn 1% pin, đúng chưa? Chỗ này nhá, 4680 cô muốn xuất hiện ở 4679 thì cô tách nó ra thành tổng của 4679 cộng với 1. Tất cả chỗ này chính là 4680, cô nhân với 31. Đấy. Cái kỹ năng này các bạn sẽ quan sát để sau này các bạn gặp phải những cái trường hợp tương tự chúng ta sẽ thực hiện nhé. Bây giờ phân số của chúng ta sẽ thở hơn một chút rồi. Biểu thức của chúng ta sẽ là như sau. Dưới phần mẫu số là 4679, tính cái ngoặc này ra đi, bằng 2, phải không nào? Trên này thằng tích thứ nhất đã có rồi, 4678 và 4679 là thấy có rồi đấy. Cộng với, bây giờ là nhân một số với một tổng, làm thế nào? Ta sẽ phải nhân từng số ở bên trong này với từng số bên trong tổng với cái thừa số bên ngoài, đúng không? Đây, theo đúng công thức này, nếu có A mà nhân với B cộng C thì ta phải lấy A nhân B rồi cộng với A nhân C. Vậy thì cô sẽ phải lấy 4679 cô nhân 31 cộng với 1 nhân 31, nó là 31. Rồi. Bằng A, đây là tích thứ nhất. Tích thứ hai cộng với hai số hạng. Hai số hạng này chưa có 4679 làm nào đây? Ta sẽ phải sử dụng tính chất gì? Kết hợp trong một tổng, ta cộng vị trí hai số hạng này vào trước, trừ lại hai cái tích này đi trang cho cô nhé. 4678 nhân 4679 cộng với 4679 nhân với 31 cộng với thằng này cộng với 8 bằng 9, 3 cộng 4 bằng 7,
4, 6, 7, 9. Đến đây, bài toán được giải quyết. Giải quyết như nào? Tích thứ nhất có thằng 4, 6, 7, 9. Tích thứ hai có. Tích thứ ba, thằng này đứng một mình phải coi nó nhân với 1. Đừng bỏ quên nó. Đừng không viết cái gì vào đây cho nó bằng không thì chúng ta đã bị sai rồi. Vậy con số của cô bây giờ sẽ đặt phần tử số là 4, 6, 7, 9 là cái thằng tử số giống nhau ra ngoài. Mình còn cái gì? Mình còn 4, 6, 7, 8 cái tích thứ nhất kìa. 4, 6, 7, 8 cái tích thứ nhất, các con quan sát thấy chưa? Cái tích thứ hai mình đặt cái thằng tròn tròn của cô ra ngoài thì nó còn gì? Còn 31. Cái tích thứ ba đặt thằng 4, 6, 7, 9 ra ngoài có nhiều bạn không biết gì. Không biết gì, hoàn toàn sai. Ta viết số 1 vào đây. Phân 4, 6, 7, 9 nhân với 2 bằng này. Bây giờ đã xuất hiện tích của hai số trên tử và tích của hai số dưới mẫu. Thì chúng ta sẽ gạch những thừa số chung giống nhau đi. Gạch để làm gì? Rút gọn đúng không ạ? Vậy chỗ này chúng ta sẽ cộng lại. 8 cộng 1 cộng 1 là 0 nhớ 1. 7 cộng 3 là 10 nhớ 1 là 1 này. 6 nhớ 1 là 7. Và 4 ta sẽ quy xuống đây. Phần 2 các bạn chia ra. 4 chia 2, 2, 3, 11 chia 2 được 5. Đấy, kết quả cuối cùng là 2355. Rồi, như vậy thì cái câu B và câu C cũng áp dụng gì thôi? Tính chất nhân một số với một tử. Các bạn quan sát xem phần tử số hay phần mẫu số sẽ là cái phần mà chúng ta sử dụng quy luật và tách ra. Phần nào chúng ta tách được trước thì ta tách trước. Tách trước rồi dựa vào cái tử số chung mà ta có. Đây, dựa vào cái chung này để ta đi biến đổi phần tử số hoặc mẫu số còn lại. Bài 6 ở đây thì ô, bài 6 có vấn đề gì các bạn chưa hiểu không ạ? Các con có vấn đề gì chưa hiểu của bài 6? Nhờ bố mẹ tương tác giúp cô và cô sẽ giảng lại nhá. Dạ. Như vậy thì câu B và câu C của bài tập số 6 các bạn sẽ phải ngồi lại với bố mẹ giúp cô. Bố mẹ sẽ hỏi con xem là ở câu B chúng ta nhận thấy là phần tử số hay mẫu số chúng ta có để đưa về quy luật. Các con có trả lời được không ạ? Ví dụ như trong câu B, trong câu B có vấn đề gì các bạn đã phát hiện được ra quy luật của B cho ta sẽ đi biến đổi phần tử số trước hay mẫu số trước ạ? Bố mẹ cho xin một comment vào để biết rằng các con đã hiểu vấn đề chưa, và ở câu B các con sẽ biến đổi tử hay mẫu trước. Nếu tử trước thì các anh chị gõ giúp em tử phần tử số hay mẫu số đây ạ. Rồi, như vậy thì bài này chúng ta có thể áp và kết thúc được. Và các con sẽ áp dụng những phần lý thuyết mà cô đã hướng dẫn lại cho các em ôn tập lại, luyện tập lại. Mưa dầm thấm lâu, mỗi một tuần chúng ta sẽ học 1 đến 2 chuyên đề. Các con sẽ luyện tập từ từ và cố gắng rèn luyện thật kỹ những cái kỹ năng biến đổi như thế này. Thì chắc chắn là cái bài thi thì không có vấn đề gì đâu. Bạn Ngọc bảo Trần câu B không phải biến đổi phần mẫu số trước nhé. Con sẽ phải biến đổi phần tử số trước, bởi vì mẫu số chưa có gì chung và tử số đã có 1993 chung. Biến đổi phần tử số ở câu B trước ạ. Phần tử số, nếu các con mà trả lời là mẫu là đang vẫn còn nhầm lẫn, nó không giống với câu của cô ở trên bảng cô biến đổi mẫu. Vì tại sao? Vì mẫu nó có cái giống nhau trước thì mình biến đổi trước. Còn lần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu vào 9 giờ, đúng 9 giờ và xin từ bố mẹ một lần xe về trang cá nhân của bố mẹ nhé, để cho các bậc phụ huynh khác cũng có thể giúp con ôn luyện môn toán lớp 5, nhất là những bạn mà có định hướng thi vào các trường chất lượng cao.
Thì hôm nay thì lần đầu tiên em giảng giải online trực tiếp, và thứ hai nữa là cái họng có vấn đề, thế nên là bài giảng chưa được chỉnh chu và chân chu cho lắm. Thì nếu có sự quen và nhuần nhuyễn rồi thì hy vọng là buổi sau cô và trò cũng như là cùng với bố mẹ sẽ hợp tác ăn ý với nhau hơn. Bây giờ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào buổi học online tiếp theo.